Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Khi thất bại, chúng ta cảm thấy dường như cả bầu trời đang sụp đổ trước mắt mình. Chúng ta mất đi niềm tin vào bản thân và nghĩ rằng mình không thể làm được. Nhưng thực ra, thất bại không phải là kết thúc mà là khởi đầu. Thất bại là cơ hội Chúa ban để chúng ta nhìn lại mình, học hỏi những kinh nghiệm quý giá và trưởng thành trong đức tin. Thất bại là bước đệm để chúng ta tiến tới thành công. Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Martha Noble qua chủ đề Bước đệm đến thành công. Ai cũng có nhiều lần thất bại trong đời, kể cả những bậc vĩ nhân, hiền triết. Ai ai cũng sẽ đến lúc phạm sai lầm. Nhưng quan trọng là chúng ta chọn đối diện với những lỗi lầm của mình như thế nào. Nhà thơ Alexander Pope từng nói, phạm lỗi là chuyện trần tục, tha thứ là điều thiêng liêng. Đó là một lời khuyên thật sự sâu sắc. Khi bị người khác làm tổn thương, chúng ta cần tha thứ cho họ. Khi bản thân phạm lỗi, chúng ta cần tha thứ cho chính mình. Chúng ta cần vượt qua sai lầm của mình và học hỏi từ thất bại. Nếu có thái độ tiêu cực, chúng ta sẽ chỉ thêm nản lòng. Nhưng nếu đối diện với thái độ tích cực, những thất bại đó có thể trở thành bài học quý báu cho chúng ta. Trong cuốn sách Học từ thất bại của tác giả John Maxwell đã nêu ra 5 quy tắc cần nhớ. Bạn sẽ rút ra được bài học. Thứ hai, không có thất bại, chỉ có bài học. Thứ ba, bài học sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi bạn lĩnh hội được. Thứ tư, bạn sẽ gặp khó dần nếu bạn không tiếp thu những bài học dễ. Thứ năm, bạn thực sự rút ra bài học khi hành động của bạn thay đổi. Đừng mặc cảm hay sợ hãi khi mắc sai lầm. Thất bại là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Mỗi sai lầm là một bài học để chúng ta ngày càng phát triển. Chúa muốn chúng ta trưởng thành hơn sau những lần thất bại. Hebrews chương 12 bày tỏ rằng Chúa sẽ xử phạt những người mà Ngài yêu. Lời Chúa khuyên chúng ta đừng ngã lòng vì Ngài yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta thất bại. Hỡi con ta, chớ xem thường sự xử phạt của Chúa, và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng, vì Chúa xử phạt người Ngài yêu thương. Những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi, cho vọt. Hebrews chương 12, câu 5, câu 6. Chúa gọi chúng ta là con trai và con gái của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta và không muốn chúng ta tiếp tục phạm sai lầm. Chúa cũng nhắc nhở chúng ta về niềm vui khi được nâng lên một mức độ trưởng thành mới, một tầm cao mới trong Ngài. Tất cả sự xử phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn, chứ không phải là vui mừng. Nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Hebrews chương 12, câu 11. Chúng ta có thể xem thất bại là những viên đá để xây dựng tòa tháp thành công. Mỗi lần rút ra bài học từ sai lầm của mình, chúng ta đang đặt thêm một viên đá lên tòa tháp ấy. Chúng ta đang chứng minh rằng mình không ngừng cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc. Thành công sẽ thuộc về chúng ta nếu chúng ta không để thất bại làm mình chùn bước. Chúng ta có quyền lựa chọn thái độ của mình. Dù thất bại hay thành công, lời Chúa gọi chúng ta là những người đắc thắng. Người nào thắng, ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời ta, và người ấy sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người ấy danh của Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới ở trên trời, từ Đức Chúa Trời mà xuống, và danh mới của ta. Khải Huyền chương 3 câu 12. Nguyện Chúa tôi rèn chúng ta trở nên những trụ cột vững chãi cho đền thờ của Ngài và ích lợi cho công việc nhà Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa ban cho con sự bình an khi con đối mặt với những thất bại trong cuộc sống. Xin giúp con nhận ra rằng đó là những bài học Chúa ban để con ngày càng mạnh mẽ trưởng thành hơn. Con vẫn tin rằng những thất bại đó là bước đệm để con tiến tới càng gần với thành công mà Ngài đã dành sẵn cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, thất bại là những bước đệm dẫn đến nơi đắc thắng mà Chúa dành cho bạn. Đừng sợ hãi hay nản lòng khi mắc sai lầm. Hãy đón nhận thất bại với lòng biết ơn, tin rằng Chúa luôn ở cùng bạn và Ngài giúp bạn trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã. Hãy tiếp tục tiến lên và không bao giờ bỏ cuộc. Bạn sẽ thấy rằng thất bại không phải là kết thúc mà là bắt đầu của một hành trình tuyệt vời khi có Chúa dẫn đưa.
Đường tôi đi lắm khi nhiều gai góc phủ đầy và khó khăn dường như cuốn chân tôi. Nguyện cầu nơi Giê-xu liền nghe tiếng đáp lời, Chúa soi đường quá khó khăn trong đời. Nương theo Ngài cứ vững bước tiến tới, theo gót Ngài cứ vững bước tiến tới. Nhờ Thiên Chúa giúp sức tôi tin cậy hoàn toàn, thêm năng lực thêm đức tin theo Ngài. Trần gian lôi cuốn tôi vào cơn lốc hão huyền, đưa đẩy tôi vào phù phiếm trong qua. Ngài còn thương xót tôi dìu xa chốn thế trần, dắt đưa vào nơi thỏa vui muôn đời. Nương theo Ngài cứ vững bước tiến tới, theo gót Ngài cứ vững bước tiến tới. Nhờ Thiên Chúa giúp sức tôi tin cậy hoàn toàn, thêm năng lực thêm đức tin theo dẫn đưa vượt qua chúng trông gai. Ngài đặt tay thánh lên đầu tôi xuống phước lành, giúp tôi vượt qua khó khăn trong đời. Nương theo Ngài cứ vững bước tiến tới, theo gót Ngài cứ vững bước tiến tới. Thiên Chúa giúp sức tôi tin cậy hoàn toàn, thêm năng lực thêm đức tin theo Ngài. Nương theo Ngài cứ vững bước tiến tới, theo gót Ngài cứ vững bước tiến tới. Nhờ Thiên Chúa giúp sức hoàn toàn, thêm năng lực thêm đức tin.